bê bà lòng á, nhưng mà lực thật chặt tạc nên mới tiệt còn thua chi nè khăn bê bà lòng. Phụ ấy bê bà lòng á, cứ dương thật tạc bình nất mơ ai xa, bình nất mơ vậy để dương ban thua mà đóng hai mà đóng tiệt. Nhưng bê đã dương thua hai cũng toàn ăn chảnh, nè tạc nên thật tạc bình nất mơ. Tha dương nơi khoác khăn cả lấy na, dương ai bằng bình bằng thang cả lấy na. Còn à, kết thạc còn ai thua nè khăn á, vừa hai chảnh, đó bê là tập hò chạy sáy, sạc tập lịch, rồi còn sạc tập khó cả lấy na mùi. ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាគ្នាជាពិសេសសួស្តីទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការចែករំលែកពិសេសមួយចង់ចែករំលែកជូនទៅកាន់បងប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12តទៅជាមួយនឹងតិចនិចគ្រប់គ្រងពេលវេលាពេលប្រឡងមកដុំ ដោយសារតាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅពេលប្រឡងមកដប់គឺមួយនឹងបាត់ពិសោធន៍ពេលដែលខ្ញុំប្រឡងថាតាយើងគួរគ្រប់គ្រងពេលវេលាដូចម្តេចដើម្បីឲ្យការគ្រប់គ្រងពេលវេលារបស់យើងនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសអាចឲ្យយើងគឺមុនដំបូងនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នាទទួលបានកដាស់ព្រៀងដែរគេចែកឲ្យរយៈពេល15នាទីមុននោះទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការសរសេររូបមន្តឬក៏សំណួរណាដែលទាំងអស់គ្នាអាចគិតថាផ្លេច ទៅសេដាក់ចូលទៅក្នុងกระดาษនឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់អត់បានមើលមេរៀនទេអ្នកខ្លះគាត់ទៅមើលពេលយកមុនប្រឡងសេអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាអាចចាំដាក់នៅក្នុងនឹងដើម្បីជៀសវាងនៅពេលដែលយើងប្រឡងយើងអាចភ័យនៅពេលដែលយើងភ័យយើងអាចភ្លេចអញ្ចឹងបើសិនជារយៈពេល15នាទីហ្នឹងនៅពេលដែលអនុរយៈឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានចែកហើយនឹងជៀសវាងការភ័យដែលធ្វើឲ្យយើងភ្លេចហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាមិនខ្វល់ថា
dương ọt chết vì thua dương khát bề lìa chẳng còn đập băng lên rồi mang ai kia tới ba này chẳng ai tha thua làm hạt này để chết hay à chết nó cứ dương chia diêm thua vì ở lườn hay ở dương tục bế đập bay từ thua làm hạt này đại của bạn và dân chia tới ác niệm mơ tới làm hạt nắng ai tha ra giờ về cất vì ở buôn từ phan ti ấy dương cất vì ở chân chẳng chụp chân này bê cho mùi vía tiền dương chập đang thua làm hạt sền hay phần tai dương mến tha dương tục năng ấp phơi thì dương phơi đại phần tai dương phơi nó cao kỳ và tập bị dương phơi làm hạt này dương chơi hay cứ dương bộ tập lọc mà cất anh đang mà đồng tiền hồi mùi tiền đấy cứ tổ ấp nia và sân chiều miên này là cá nhôm lên tới chợ ở tổ ấp nia ở vô này là cá chỗ bán phần tai ở này là cá nó cứ mềm chiều này là cá để dương cất lấy cái cứ chiều này là cá để dương ăn mưa mong thầm mà đá của ấy về để dương ở chỗ lỏng tới ai tha dương ấp bàn đằng nghìn trắng và sân chiều dương miên này là cá tới vì ai chua dương đại dương ai đằng tha ô dương rau dập bề bằng máng không ca cần làm hạt nặng chẳng biết nghe xuống dạng này xong rạp dường chẳng nhầm lực tập chất ai ở đó khi này ảnh miền này là cá môi đầm bầy ở chùi bật thang trong ca mơ mong hai mươi tiết thở đăng tha một buổi chiến nó cứ kê bà lòng màn tỉ chẳng đó khi này thở đăng tha một buổi chiến nó kê trong này bê bà màn hơi xùm nua nó dương thở trong này bê bà màn cầm ai đó khi này trong này bê tờ lưu xùm nua nạ đại viên xưa bay trên này bê chán hay ban thật tụ tỉ tai ở xùm nua nạ đại bác thở ca ở phần tụ chán bay chia trong này bê từ lâu viên nó cứ từ lâu viên tỉnh chắc nhầm lực cho anh lại đó nên thật đông pin để tệ thì nó không cao và ló hà ta ở một chiều mũi nó cứ kê phở dạp phở màn chắc hay ở lùng hạt na cứ dân thở phở dạp phở màn ở sầm lúa na dân thở phở dạp phở màn chắc thật đông vì vậy hai một tiết đã đông chung mùi nâng ca vài chuông lịch trên đài nơi pê đại chuông đập ra một tí tại dân cô thợ ấy đồ chìa ở một chìa so sạc mà em nâng nơi pê đại lưu chuông đập ra một tí hai đó khi thở chọc đau mở thơ ca sọc dịch đấy hay ăn thơ ca phần lịch làng vĩnh chung bùa vậy đại dân bàn thơ chư viên ca nèo nuốt rồi có chư viên cũng khó nam mùi hai nơi pê bà lón á nhưng mà lực tới chất đọc nên mùi tiết còn thơ chi nạc khăn pê bà lón phụ ấy ở pê bà lón á cứ dân thở tạ phần lịch mưa ai xa phần lịch mưa vậy đại dân bàn thơ mà đông hai mà đông tiền nếu bây giờ dân thua hai cùng toàn ăn chảnh nhà tao không nên thời tập bình mơ tha dân nơi khoác khăn cả lại na dân ai bằng bên bằng than cả lại na cùng a kết thai cùng ai thua nhẹ khăng á vừa hai chảnh đỏ pe là tập hò chạy sải sập tập lệch rồi còn sập tập kho cả lại na mùi trắng chỉ nói nắng nhà tao không nên thời ta ở kịch cù vía hay mùi tiết về ban nghĩa xa đó đầy đó không nên cùng phải nhập thua về về đại ban nghĩa xa đó đầy hay chỉ nói pe những kết thai vui thầm tập pi tập bay người ti ấy nó không ca an tao chẳng nói nha để dương ăn vô chẳng nói nha để dương ăn thuộc bàn môn chẳng thế chẳng nói pp tập bay này tí đầm bay ăn nghĩa xa nó rồi mới tiết cứ tỏ cái nghĩa thử chia diêm vô chợ tập đặt vừa lầm hát ở office mà tập hiệp tụ bay chia lầm hát đang chết rồi có chơi cái đời nếu na cháu ăn thà ban tập pp mà tập hiệp chăm ăn rẻ na để quạt chân ó cứ quạt ăn ở bên tụ dương là dương ăn thà tập xe tập thầm đặt chia rụp bổng môn rồi có thầm tập xe chia bổng rạp châu vẫn có ăn thà ban tập tụ đài chia viên ca tập trao hay dương ăn vừa nâng ngày tới ác niên nâng cứ chưa chuẩn đoán môi chuẩn đoán đại nhóm cho cha làm lại tới ác niên tại tông chuẩn môi nâng tịch nách này ca cực rong nia à do tịch nách nâng tại ăn vuột nó bây đây là tới ác niên và lòng bạn đột hai mới cần bây chuẩn miến một bên tha ở ca lo bảo dương bằng rừng sao mà tập hiệu quân ai bật thám nó bây đây và lòng bạn đột ai ở dương tụ ban tin on trắng
thử tại do phê và liên nắng thua ở vây đã miên phải chói không khai từ lòng đồn chấn nhưng miên tại bánh nắng làm bay chân này tại ca này tại ác miên ốc con vì ba là mấy công ai khó khai rõ bò đã miên thamay bà gọp đai chùm này đấng vì cảm thì nhẹ bằng tô vên xong chốt tự căn phách nhẹ bằng tô vên rồi ăn vọt tạm vị thị kháng trào xong rạp tù sạp đáy xong chốt like rồi dọc phía following chờ được phía xí phớ nỗ lực nhẹ nâng tư ban bò đã miên nâng chùm này đấng thamay chỉ trả muốn kế nâng nâng notification rồi bỏ lúc nhẹ xong rạp nâng nâng computer xong chốt lời button like bằng tọa màu chốt phía following rồi chưa được việc xí phó chỉ cá sạch.